bay cái dù mà thôi. Thôi mẹ ơi, bắt heo đẩy dù luôn đó. Cái cây này đó, dù che. Mưa dầm gió quá trời luôn bà con. Cái gãy dù luôn nè. Ghê hồn mà con quá ha. Sài Gòn mưa bão. Hi, hello, xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày thứ bảy, 8 tây tháng 6 2024. Bây giờ là 5:30 chiều. Ba Michael đang có mặt ở đây là đường Tân Túc, trung tâm của huyện Bình Chánh đó bà con. Bên đây phải này là mấy cái bệnh viện nè, nói chung là nguyên cái khu hành chánh ở đây. Trời nãy mưa rất là lớn bà con. Sài Gòn mưa lớn, mưa dông lắm. Giờ ba Michael sẽ lên đường chạy ra cái chỗ mà chợ lớn á, bến xe miền Tây á, ở bên bến xe chợ lớn mà con, ngay chỗ chợ Xóm Vôi á, để kiếm mua mấy cái trái cây để về ba mẹ cô đãi khách. Ngày mai gia đình ba mẹ cô có khách tới nhà chơi thì dự định là ba mẹ cô sẽ đi ra mua măng cục nè, rồi măng cục với giải ha. Ra ngoài đó ba mẹ cô đã từng nói với bà con của bác á, là ở đó là bà con người dân miền Tây mình á dễ thương lắm, lên bán hàng gì á. Nhưng mà đợt này măng cục với giải thì ở miền Tây không có, thì thôi kệ, ra ngoài đó coi mua sao. Thì mỗi khi mà có khách tới nhà chơi là ba mẹ gồ luôn luôn lúc nào cũng muốn dành cái gì mà tốt nhất, quý nhất để đãi khách lắm. Cho nên đi kiếm những món ăn ngon hay là gì đó. Ở bên đây là tu viện Tường Vân nè bà con. Rồi, con đường này là con đường Nguyễn Hữu Trí bà con. Hai bên tay trái và mày gọi đây là những cái kho lúa, kho gạo á, kho lương thực. Hồi xưa ở đây có hai cái nhà máy xay sắt lúa rất là nổi tiếng trên cái con đường này, lớn lắm. Bên tay trái này cũng là con sông Chợ Đệm đó bà con. Một nhánh của sông Vàm Cỏ Cỏ Đông ha. Vàm Cỏ Đông. Bên kia bờ sông bên kia cũng có hai cái nhà máy xay sắt lúa nha, rồi có thêm một cái nhà máy nước mắm nữa. Chúng ta đang đi men theo con đường này là đường Nguyễn Hữu Trí. Đường Nguyễn Hữu Trí này trước năm 75 á bà con, nó còn có một cái tên nữa, đó là con đường rạch cát đi Bến Lức. Tại vì mình đi ngược lại là mình đi về Bến Lức, còn giờ ba mày còn đi thẳng hoài luôn á, là đi về rạch cát quận 8 á. Sài Gòn mình bây giờ là cứ sáng nắng chiều mưa nha bà con. Sáng là nắng gay gắt, chiều là mưa. Nó một cái sự mà nắng mà mưa kiểu đó đó bà con, bác biết không, nó có một sự mà gọi là sốc nhiệt đó nha bà con. Hoặc là nói chung là nhiệt độ mà nó trên nhau kiểu đó là nó dễ gây ra mưa dông nhiệt. Mình gọi là dông nhiệt á. Tiệm Phúc Ký. Cơm tấm Quỳnh Như nè. Cái đèn tiệm này là bán 24 trên 24 nha bà con. Ồ, cũng ghi Quỳnh Như này, Như Quỳnh ta. Không biết có chị em gì không trời.
chơi sóc vậy đó bà con, quá thấy ghê không? Ở tiệm kia là Quỳnh Như, này ra cái là Như Quỳnh, sóc ác không? Không biết là chị em với nhau hay là đối thủ cạnh tranh đi, mà ở kế bên nhau luôn. Đây là đèn đỏ, đây là con đường này, đường quốc lộ 1A nè bà con. Con đường này đó mỗi lần mưa cái ngập ghê lắm, ngay cái khúc ngay đây luôn nè. Sao qua luôn được, đèn đỏ mà. À, mấy xe hơi để đu qua luôn nè. Xin thưa bà con cô bác, thứ bảy đông ghê không? Bà con cô bác thấy ghê chưa? Hôm nay là chắc người ta về quê hết ta. À, trời ơi đông khủng khiếp không? Quá trời không? Trời ơi, đường dòng người kìa. Ồ, bà con quá thấy ghê chưa? Con đường này hồi đó nó ngập ghê lắm bà con. Bây giờ người ta nâng đường, người ta sửa lại đó. Cho nên ba Michael mới nói bà con cô bác là ở đâu ngập thì ba Michael không biết. À, cứ ba Michael đọc tin tức á, trên mạng á, trời gì đâu mà bung nắp cống rồi nước ngập rồi tùm lum quá trời. À, nhưng mà cái vùng của ba Michael ở thì đã lâu lắm rồi ba Michael không thấy ngập nha bà con. À, chứ hồi đó đây là ngập ghê lắm, mỗi lần ngập là nó kẹt xe, nó ngập ra tới bà con có bắt cái tưởng tượng không, cái con lương đó đó nó ngập lên tới nửa con lương đó luôn á, nguyên khu vực này nè. Còn bên đây là coi như là cái chỗ mà ba Michael vừa mới qua ngã tư á, là nước ngập nửa bánh xe nha bà con. Bên trong kia nó cũng ngập luôn mà, như bà con có thấy á, bây giờ nãy mới mưa lớn vậy đó nhưng mà nó không ngập. Quá trời luôn ha, người ta dắt ta đi về quê quá. Nhiều người kêu ba Michael đi quay trời mưa, đi quay cảnh ngập đi ba Michael. Nhưng mà xin thưa bà con cô bác, mấy cái chỗ này hồi xưa nó ngập ghê lắm mà giờ nó đâu còn ngập, ở đâu mà quay. Bây giờ mà ba Michael mà muốn đi quay cảnh ngập là ba Michael phải chạy đâu tuốt mút ở trên Thủ Đức á. À, chạy lên cái khu chợ Thủ Đức á thì quả may có cảnh ngập để quay. Còn không thôi là cứ vậy nè. Đó đó, đây đây đây, cái chỗ này nó có ngập nè. À, đây chắc chắn luôn, cái chỗ này mà nó đông đông chỗ này là chắc thế nào cũng có chỗ ngập nè. Do nó ngập cái xe gắn máy bà con, họ lan qua ngoài luôn, thành nữ ra nó kẹt. Thường ở chỗ này hồi đó ngay dưới chân cầu Bình Điền này cũng ngập nè. Biết giờ còn ngập không? À, đó ngay đây ngập nè. À, bà con có thấy nó đùng lại chưa? Ba Michael nghĩ thì chắc nó ngập quá. Có nguyện dụng nước đó bà con, thì bắt đầu mấy xe máy này nó né dụng nước. Ồ, không phải, không có ngập, nhưng mà nó cũng đông xe ghê ta. Chiều kia cũng đông mà chiều này cũng đông nữa bà con. Đó, hồi xưa ngay đây là có nguyên cái dũng nước nè. Đó. Đó thì bà con có bác thấy giờ kia ba Michael quay cảnh ngập mấy cái chỗ mà hồi xưa nó ngập, bây giờ nó đâu còn ngập ở đâu. Ôi ôi. Xe cũng đông quá trời đông không? Vậy á, mà coi tin tức ở đâu ở trên chợ Thủ Đức á bà con. Trời ơi nó ngập thấy ghê luôn. Nó ngập mà nó nói hả, mà nó nổi mà áp lực nước mà nó bung nắp cống á bà con bác biết. Nắp cống nó bằng sắt bằng đồ mà nó bung nắp cống luôn là bà con bác biết là ghê gớm cỡ nào. À, xe đông quá. Người ta bây giờ chắc người ta đi chơi á, bây giờ ta quay đầu về Sài Gòn nè. Hồi đó ngay đây cũng ngập nữa nè bà con. À, nói chung là cái khu vực ngay chỗ Bình Chánh này hồi đó nó ngập ghê lắm. Bên tay phải này cũng một ổn dũng nước rồi nè. Đó. Nó ngập ghê lắm mà bây giờ cái người ta nâng lên hết rồi, giờ không còn ngập nữa. Rồi đó bà con bác thấy không? Ở ngoài đường không ngập mà trong kia là bà con thấy dòi bơm không? Đó, hồi xưa nó ngập vậy đó bà con. Đó, xin thưa bà con bác, hồi xưa nó ngập vậy đó.
ở trong là bây giờ ai mà không nâng lên là coi như là ngập ghê lắm nha bà con, là phải bơm nước ra đó. Đây đó bà con có bắt thấy chưa, thấy mấy cái vòi bơm nước nè đó, người ta phải bơm nước ra đó. Vậy do cái con đường này người ta nâng lên á, nhà nước mình nâng lên á cho nên mới không ngập, chứ ở dưới là ngập thê thảm đó. Cho nên ba mẹ cậu nói giờ cái khúc Bình Chánh này kêu đi quay ngập cái chỗ mà ba mẹ cậu ở là ngập, quay ngập khó lắm, không có chỗ để mà quay luôn. Nó nâng con đường này nó nâng lên chắc ba mẹ cậu nghĩ chắc ít nhất cũng phải 2 mét đó, chứ ít 2 mét. Trời ơi đó, nhìn xuống cái là mênh mông nước. Trời ơi, nguyên mênh mông nước là nguyên công ty kìa. Đó, ở phía dưới hai bên đường là mênh mông nước nha bà con đó, nhưng mà đường thì nó khô queo à. Hồi đó ngay đây cũng ngập đó nè bà con. Ngay cái đoạn này là hồi xưa ngập nặng lắm nè. Ngay chỗ cái cây bên tay phải bà con, nguyên cái dũng đó, ngay đây nè. Rồi một cái dũng lớn lắm, nước nó ngập lên tới nửa bánh xe đó, là ngay đây nè. Hồi đó mỗi lần ba mẹ gọi đi là cái khúc ngay đây bị kẹt xe dữ lắm, do nó ngập nước. Giờ là không còn ngập nữa thấy không. Rồi ở đây người ta gọi là chợ bờ ngựa. Bà con quá nhìn qua bên tay trái kìa, xe á, người ta đổ về miền Tây á, một dây rồi luôn. Đó, thấy ghê không? Đó, kéo dài 2 cây số luôn á, tới ngay chỗ ngã ba An Lạc luôn. Trời ơi, xe tải nối đuôi nhau kẹt hay ghê không? Khủng khiếp thiệt. Nó kéo dài rồi bà con, quá thấy ghê chưa? Rồi chắc đổ về quê. À mày biết không? Tết Đoan Ngọ dưới quê người ta làm lớn lắm. Giống như nãy cái con nhỏ đó nó nói đó, là chiều nay nó về quê đó. Trời ơi, bà con có bác thấy không, do là hôm nay là Tết đó bà con, Tết Đoan Ngọ đó, cho nên là người dân năm nay là Tết Đoan Ngọ nhằm ngày thứ hai, cho nên là người ta sẽ đãi sớm trước đó, là ngày mùng 4 là ngày mai, cho nên bây giờ là chờ từng đoàn xe nó kéo nhau về Sài Gòn, rời Sài Gòn. Cái áo mưa này mặt nó ướt vô bên trong luôn nha. Ướt không? Ướt. Bà mặc giờ cái áo bên trong mà ướt rồi. Ướt. Ở đây là ngã ba An Lạc nè bà con.
Con đường này hồi xưa vẫn là quốc lộ số 4 nha bà con, nhưng mà cái đoạn này bây giờ đổi tên lại là đường Kinh Dương Vương rồi. Lên đây khô queo nè, tạnh mưa rồi. Trung tâm Tiền Giang mở đây nè mẹ. Ở đây có tiệm cơm tấm nè bà con, hồi xưa bán nó không có đông như vậy đâu, bây giờ ở xe đông ăn đông quá trời. Ở đây ngã tư này người ta gọi là ngã tư An Lạc. Ở đây có cái trường Phú Lâm nè, trường này trước năm 75 cái khu ngay đây cũng có trường nè bà con. Có một cái đặc thù á bà con mới nhìn trên mặt đường này, trên đây là không có ngập nha. Nhưng mà bà con có chỉ cần nhìn xuống bên phải bên đây thôi, trời ơi nó ngập như bình thiên nước không. Đó bà con có thấy người ta phải bơm nước ra không bà con? Đó, là ngập dữ lắm đó nha bà con. Ở trong đó ngập dữ lắm cho nên người ta phải bơm nước ra đó. Nhưng mà đường phố thì không có ngập. Những cái nhà nào mà không nâng lên kịp với mặt đường á là ngập. Bên kia đó là chùa Từ Hạnh đó bà con. Chùa đó xưa trước năm 75 có cái cô nhi viện Diệu Quang của thầy Thích Thiện Hòa đó. Ở kế bên đây là hãng máy may Simco nè. Hãng này sau năm 75 gọi là hãng quốc doanh.